yếu tố cực kỳ quan trọng trong thanh nhạc, ngoài việc giúp các bạn hát hay ra, nó phải bảo vệ được cái giọng hát hay đó qua năm qua tháng thì nó mới gọi là thanh nhạc. Hello, xin chào các bạn đã đến với video dạy hát hay của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hát hay làm sao mà giống như bạn Quang Đăng Trần trong ca khúc Đánh Mất Em. Bài này nhiều người lên kênh của mình kêu mình hướng dẫn lắm. Bây giờ mình mới sắp xếp được thời gian nè. Dạo gần đây mình đang chuẩn bị cho cái giáo trình mới hay lắm, giáo trình thanh nhạc online rẻ tiết kiệm mà hay, chất lượng ngon bổ rẻ không. Các bạn nếu có nhu cầu về học thanh nhạc mà muốn tiết kiệm, học online qua qua giáo trình, hay là học online trực tiếp, online mà trực tiếp với mình luôn á, thì các bạn nhớ là liên hệ với đường link bên dưới nha. Còn bây giờ mình vô mình tập hát. Còn nếu mà các bạn mà không có thời gian mà cũng không có điều kiện á, thì cứ học đăng ký và like kênh của mình, đón xem các video. Các bạn cũng sẽ nhận được những cái giá trị nó thích đáng, rõ ràng, rất cụ thể. Và sau đây là ca khúc Đánh Mất Em với giọng ca của Quang Đăng Trực và sự hướng dẫn của thầy Phong Hơi Nói. Ok, giúp. Bài này cao lắm nha các bạn. Cao lắm, dễ bị cao hành quản lắm đó. Ok, vô. Mình sẽ demo. Chỉ còn anh lang thang chốn cũ, lòng quặn đau nước mắt ướt nhòa. Chẳng thể nào biết được liệu mai sau có thể gặp lại nữa. Nhỏ chút xíu nha, to quá. Vô. Anh chỉ muốn xóa quá khứ kia đi, nhưng không dễ để có thể tạm quên. Rồi cho đến cuối cùng chỉ biết ôm nỗi buồn lặng im. Làm sao quên được hình bóng mây, thời gian sao có thể xóa nhòa. Người mà anh đã từng nguyện yêu thương để rồi vụt mất. Vì đã chẳng cố gắng bên em, dành thời gian cho những thứ đau ơi em chẳng cần. Giờ đành phải chấp nhận nhìn em hạnh phúc ở bên ai. Vô cao đây, vô nè, tiếp khúc này. Để rồi khi đêm kéo về lòng anh não nề, một mình chỉ nghĩ những chuyện về em. Chẳng thể nào nghĩ được vì sao để đánh mất được em. Nó sợ là đánh mất được em. Thấy chưa, kinh khủng khiếp chưa. Đâu năm. Yeah, ok. Hát gì hát dữ vậy trời, tông này tông nữ luôn rồi đó. Mất đừng em đâu rồi. Dù cho anh có phải chờ, anh có phải đợi, thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em. Thời gian quay trở lại, người anh yêu vẫn chỉ là em. Tôi khuyên các bạn một điều rằng nếu mà ai mà có giọng như là giọng Nam Trung á, à, Nam Trung trở xuống rồi, Nam Trung là Nam Bá hoặc là Nam hơi hơi cao một chút xíu, hay là lên cao mà hay bị bóp cổ khi hát á, thì mình khoan tập bài này với cái cao độ là pha chưởng. Cái tông pha chưởng mình có thể hạ xuống thành mi hoặc là ri đó, xuống chút xíu, thấy không? Hoặc là Nam Trung á, là quốc đô chưởng luôn, đô chưởng hoặc là đô thăng đó, đúng rồi, chính xác, thì nó hợp lý hơn nha các bạn. Các bạn phải phù hợp với cái giọng cái đã. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn đúng cái tông của Quang Đăng Trần để mình chứng minh, mình thể hiện cho các bạn là biết là mình là giáo viên, mình là thầy giáo thì mình có thể hát được thì mình mới chỉ cho học viên mình hát được, đúng không? Chứ còn mà hát không được, mình hát không được mà lên mình lên mình kiến thức mình phà phà. Oh, no no no. Mình không chỉ là con mọt sách, mình thực hành được và mình làm được thì học viên của mình mới có thể làm được. Đó thì kiến thức của mình nó rất là hữu dụng ở cái chỗ đó. Thực tế luôn là làm được nha.
rồi mình sẽ hát lại cho các bạn. Mà mình sẽ đi vào từng cái nè các bạn, để ý nha. Pha trưởng, đúng tông, quang đăng trầm. Rồi, khi mình hát cái này á thì nó đòi hỏi rất nhiều cái tông này, cái bài này, rất nhiều kỹ thuật và bản năng. Tốt, giỏi, xuất sắc. Nếu học mình á thì các bạn mà từ năm trung mà đi lên á thì nó phải mất một khoảng thời gian khoảng 6 tháng tới 1 năm nỗ lực để mình mở rộng quãng giọng, không chỉ là mình ổn định được cái giọng cái quãng của mình mà mình mở rộng ra mình mới cân được cái bài này. Nó ví dụ vậy. Còn những bạn năm cao, ok, mình bắt đầu ha. Năm cao là chơi bài này được nè, thoải mái luôn nè. Bây giờ đầu tiên bạn phải mở được cái miệng của mình, tạo khoảng vang trong miệng. Rồi các bạn nghe mình hát nè. Tạo khoảng vang trong miệng. Và thứ hai, bạn phải kết hợp được với một hơi thở thoải mái và nhẹ nhàng. Tuyệt đối không gồng ở cổ khi hát. Gồng cổ. No. Tạo khoảng vang, nhẹ nhàng, hát nhẹ nhàng trước nè. Mình sẽ làm mẫu cho các bạn nha. Năm cao chơi nha. Còn năm trung mình có thể giảm tông xuống. Hoặc đúng rồi, giảm tông xuống và bắt chước cái cách hát này hợp lý hơn. 2, 3. Rồi. Chỉ còn anh lang thang chốn cũ. Tạo khoảng vang nữa. Chỉ còn... Nè, mình hát là từ chữ nè. Chỉ còn anh. Chỉ còn anh. Chứ không phải là chỉ còn anh, chỉ còn anh. Là cái đó giọng nó bị bẹt. Tròn chữ. Chỉ còn anh lang thang chốn cũ. Và hát hơi vô để cho tạm thấy tình cảm. Hồi nãy là tròn chữ, tròn vành rõ chữ. Và sau đó là đưa cái hơi của mình vào. Chỉ còn anh lang thang chốn cũ. Rồi cho hơi nhẹ, nhẹ tình cảm vào diễn tạc đó. Chỉ còn anh lang thang chốn cũ. Lòng quặn đau nước mắt nước nhòa. Lòng quặn đau nước mắt nước nhòa. Chẳng thể nào biết được liệu mai sau có thể gặp lại nữa. Các bạn thấy mình hát cái chữ lúc nào nó cũng mở tròn. Nó có âm ô, âm ơ, âm o trong đó, cái âm tròn trong đó. Để làm nó mở khoảng vang. Nó mở khoảng vang thì nó dễ cộng hưởng hơn. Nó dễ cộng hưởng hơn, nó dễ tạo âm thanh hơn. Đó là thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai là bạn không nên hát gọng. Không nên hát gọng và hát nhẹ nhàng lại. Để hơi thở của mình được mở ra. Mở ra nó chạy lên trên. Thì lúc đó cái chuyện cộng hưởng, câu chuyện nó mới có. Đúng không? Hơi thở của mình nó tới cổ nó đóng lại bởi vì gồng quá. Nhẹ nhàng lại, hát nhẹ lại. Thì nó tạo ra âm thanh như thế này các bạn. Tập bắt chước và hình thành một thói quen tốt đi. Từ từ các bạn có thể bắt chước nhẹ nhàng. Đừng ẩu, đừng tập cố gắng tập những nốt cao mà gào thét. Các bạn xem video của mình các bạn sẽ ý thức được là việc ca hát nó không phải như mình nghĩ đâu. Nó rất vi diệu. Ok ha. Rồi, mình lại lần nữa nha. Các bạn cố gắng bắt chước theo câu đầu tiên nha. Chỉ còn anh lang thang chốn cũ. Lòng quặn đau nước mắt nước nhòa. Nhòa nhòa. Tròn trẻ không? À tức là bạn. Chẳng thể nào biết được liệu mai sau có thể gặp lại nữa. Chữ nào mình đã cố gắng làm cho nó tròn đó các bạn nha. Tiếp tục nè. Chỉ muốn xóa. Đây chữ xóa chứ không phải xóa. No, xóa. Chỉ muốn xóa quá khứ kia đi. Nhưng không dễ để có thể tập quên. Rồi cho đến cuối cùng chỉ biết ôm nỗi buồn lặng yên. Đó, ok. Nếu như mà các bạn cảm thấy việc hát như này quá khó hát, chưa quen thì các bạn có thể xem cái video ở trên đây, ok, bên này là video nó hướng dẫn về cách khắc phục giọng khàn, giọng hát khó hát bị nặng tiếng đó. Thì các bạn phải tập, bạn xem video đó trước xong rồi bạn tập luyện để cho mở cái giọng mình ra ha. Còn bình thường nếu các bạn hát được rồi thì bắt đầu tiếp, mình làm lại một lần nữa nha. Các bạn cố gắng bắt chước và cảm nhận nha. Từ đầu mình đi rất chậm đoạn đầu, nhưng mà đoạn sau bắt đầu mình chạy marathon đó. Ok ha. Các bạn cố gắng xem video từng bước thôi. Cảm giác bước đầu tiên phải cực kỳ quan trọng. Nhẹ nhàng tình cảm. Chỉ còn anh lang thang chốn cũ. Lòng quặn đau nước mắt nước nhòa.
chẳng thể nào biết được liệu mai sau có thể gặp lại nữa. Chỉ muốn xóa quá khứ kia đi, nhưng không dễ để có thể tạm quên. Rồi cho đến cuối cùng chỉ biết ôm nỗi buồn lặng yên. Nhẹ nhàng tình cảm hơi thở thoải mái, tạo khoảng vang ra, đừng có đóng miệng lại khi hát. Các bạn cố gắng tập như vậy nha. Rồi phần thứ hai, làm sao quên được hình bóng mây, làm sao quên được hình bóng mây, thời gian sao có thể xóa nhòa, người mà anh đã từng, người yêu thương để rồi vụt mất. Vì đã chẳng cố gắng bên em, dành thời gian cho những thứ em chẳng cần, giờ đành phải chấp nhận nhìn em hạnh phúc mà bên ai. Đó, khi các bạn hát á, các bạn cố gắng là các bạn tập cái thói quen hát theo kiểu nhả chữ từ từ mà nó tròn trịa, mà nó nhẹ nhàng như vậy, thì từ từ các bạn sẽ có được một cái thói quen mới và một cái cảm giác hát nó tình cảm hơn. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa, thật là chậm. Các bạn cố gắng là khi các bạn hát, cố gắng giữ được cái sự bình tĩnh của mình, đúng không? Các bạn, nếu các bạn vội vàng á, thì cái giọng hát và cơ thể của các bạn nó sẽ rối loạn lên. Giữ được sự bình tĩnh bằng hơi thở, cái này rất là khó tập, tập luyện cái này á. Nhưng mà trước mắt các bạn cứ nhận thức được đi, các bạn nhận thức được là các bạn đã thành công 50% chặng đường của mình rồi, tập luyện rồi đó. Nhận thức được là à, cách hát này mình cần phải tập như vậy mới đúng nè. Và các bạn phải tin tôi, các bạn phải tin, các bạn làm theo, các bạn tập luyện nó nhẹ nhàng lại, đừng làm tổn thương giọng hát của mình bằng cái bản năng. Mà thực sự gọi là bản năng thì nó cũng không phải là nó xuất sắc đâu, bởi vì ai cũng cần phải học thanh nhạc cả, ai cũng cần phải luyện thanh cả. Sinh ra giọng hát đẳng cấp hay bẩm sinh là quá hay cũng cần phải học thanh nhạc cả, chứ không phải là chỉ có những bạn không biết hát mới tập thanh nhạc. Nên vì vậy mà các bạn phải tập từ từ để mình làm cho cái giọng mình ổn định lại bằng hơi thở. Thế nào gọi là đúng, thế nào gọi là hát đúng, và thế nào gọi là hát hay, tình cảm, thì đó là những gì tôi đang truyền tải trong cái cách hát, cái phương pháp này, qua những cái bài hát và giọng hát của những ca sĩ, để chúng ta có thể khai thác được cái nhận thức trước, rồi từ từ chúng ta thành một cái thói quen, luyện thành một thói quen. Nó cần thời gian nha các bạn. Ok, và theo chúng ta sẽ tiếp tục nha, không dài dòng nữa, cái này rất là quan trọng. Mình nhấn lại một điều đó và tiếp tục là mình sẽ hát lại cái câu làm sao quên được hình bóng máy. Các bạn cố gắng khai thác cái cảm xúc đó, khai thác cái cách hát, cái nhận thức, cảm giác chứ không phải cảm xúc. Tiếp nào. Làm sao quên được hình bóng mây, thời gian sao có thể xóa nhòa, người mà anh đã từng, người yêu thương để rồi vụt mất. Mà rồi người yêu để rồi vụt mất. Lúc nào miệng mình nó cũng mất, để tạo khoảng vang đó, nó là kỹ thuật thanh nhạc đó. Nhưng mà các bạn đừng overlap lúc nào hả, lúc này đó là kỹ thuật của cổ điển, đừng over nó. Các bạn để cho cái miệng của mình nó mở một cách thoải mái nhất, cái này phải tập. Đó là sự khéo léo trong cách sử dụng khoảng vang, sử dụng hơi thở, sử dụng vị trí âm thanh và sử dụng cái miệng của mình. Ok nha. Phải luôn luôn tự nhiên bằng giọng nói, nhưng kết hợp với kỹ thuật, đó là một sự điêu luyện, sự khéo léo. Ok, và mình đang hướng dẫn cho các bạn cái sự khéo léo đó đó. Ok, tập trung nha. Tiếp theo là vì đã trắng. Rồi. Vì đã chẳng cố gắng bên em, dành thời gian cho những thứ em chẳng cần, giờ đành phải chấp nhận nhìn em hạnh phúc mà bên ai. Đó, miệng, coi để ý cái miệng của mình. Mình hát rất chậm, hát chậm gì khó lắm các bạn, chứ không phải dễ hát đâu. Ok, rồi tiếp tục nha. Mình sẽ nhảy qua đoạn điệp khúc nè. Cái đoạn này sẽ làm các bạn dễ bị, bởi vì bị cao thanh quản lắm. Mình làm mẫu một cái, mình sẽ cho các bạn thấy
hướng dẫn kỹ hơn. Để rồi khi đêm kéo về lòng anh nắng nề, một mình chỉ nghĩ những chuyện về em, chẳng thể nào nghĩ được vì sao để đánh mất được em. Dù cho anh có phải chờ, anh có phải đợi, cũng sẽ chỉ đợi mình em. Thời gian quay trở lại, người anh yêu vẫn chỉ là em. Đó, bây giờ các bạn tenor đu nha, bởi vì phần này rất là khó. Rồi, để hát được cái phần này á, các bạn đừng để nó cao thanh quản. Cao thanh quản là khi toàn bộ các cơ thể của bạn theo một phản xạ tự nhiên nó dâng lên, hơi thở dâng lên, chết voi dâng, giọng ngực cái chân lên, giọng cổ dâng lên, thì nó đẩy lên, vị trí âm thanh dâng lên, khoảng vang dâng lên, nên là nó bị cao thanh quản. Nó là một cái phản xạ rất tự nhiên khi mà chúng ta gặp phải một tình huống nào đó. Thì bây giờ kỹ thuật đó chính là chúng ta sẽ kìm nó lại, dâng có học là sẽ kìm nó lại bằng cách là hạ xuống, không cho nó dâng. Hơi thở vẫn nằm ở cơ hoành, chết voi vẫn nằm ở ngực, đúng không? Sự rung động của cổ giữ nguyên, không gồng, không thả, vẫn thả lỏng cổ. Khoảng vang và vị trí âm thanh vẫn giữ im ở chỗ đó, vẫn giữ viên ở miệng, ở mồm, ở má, ở gì đó. Tất cả nó phải giữ im đúng là vị trí, giống y chang là hát nốt thấp. Thả lỏng nó ra và kìm nó xuống. Ok, mình sẽ kìm từng chữ cho các bạn xem nha. Kiềm chế lại, không hát mạnh. Kiềm chế là không dùng quá sức cho phép. Ok, chúng ta sẽ hát được bài này rất dễ ha. Ok, tiếp tục nào. Rồi, mình thấy là bài đó. Để rồi khi đêm ha, mình nhớ cái âm thanh nha. Tại khi lên cao bắt buộc nó phải tự động chuyển qua cái âm khu khác. Tự động âm thanh nó sẽ chuyển qua một cái âm khu khác, nhưng tất cả mọi sự tự nhiên của giọng hát phải được giữ nguyên đó, không để cao thanh quản đó. Nhưng mà tự động nó sẽ chuyển qua, mình giữ được nó bằng cách thả lỏng, giữ im cái cảm giác này. Mình sẽ hát như các bạn, các bạn có được xem nhé. Ok, tua bứt lúc lùm vô. Để rồi khi đêm, kìm nó xuống, nhấn nó xuống, không cho nó lên. Lên là nó mất, nó bị cao thanh quản đó. Hiểu chưa? Để rồi khi đêm kéo về lòng anh náo nề. Ok ha. Để rồi khi đêm kéo về lòng anh náo nề, một mình chỉ nghĩ những chuyện về. Đó là cộng hưởng tốt, đó là âm thanh tốt. Các bạn nghe lại nha, bắt chước theo nè. Để rồi làm mẫu tới lưu hoài mệt. Hát rồi thà đi luôn hết bài xong nghỉ khỏe ha. Dạy vậy vừa vừa nói vừa làm mẫu vừa hát tới hát lui, nó mệt lắm đó các bạn ơi. Ok, hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho những giọt mồ hôi này của mình, cho những cái mặt bằng một tràng pháo tay và những cái nút like và share video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếp luôn vô. Để rồi, các bạn nhìn khẩu hình của miệng và âm thanh của mình và bắt chước theo nha, cao lắm đây. Để rồi khi đêm kéo về lòng anh náo nề, lấy hơi nhà, nhớ lấy hơi chỗ này nha, không thôi không đủ hát đấy. Một mình chỉ nghĩ những chuyện về, cái chữ chỉ nghĩ là dễ cao thanh quản lắm nè, tại vì nó là âm đóng y, đúng không? Nên mình sẽ hát như thế này nè. Một mình chỉ nghĩ đó, cố gắng kiểm soát nó mở, đừng cho khẩu hình của mình đóng lại. Một mình chỉ nghĩ những chuyện, chỉ nghĩ những chuyện, chỉ nghĩ những chuyện, trời hết hơi. Một mình chỉ nghĩ những chuyện về đó. Cái chữ chỉ nghĩ mà nếu các bạn mà đóng cái thanh quản khẩu hình mình lại là các bạn không thể hát được.
các bạn sẽ bị mất cái chữ em luôn, những chữ sau. Nên học cách mở rộng cái khoảng vang thanh quản cơ thể, mở rộng miệng mình ra, cụ thể là như vậy ha. Đâu rồi, chắc môn từ đầu luôn mà vô. Để rồi khi đêm kéo về lòng anh não nề, một mình chi cố, mình cố mở nó ra nè, kìm nó xuống luôn. Một mình chi nghĩ những chuyện về em, chẳng thể nào nghĩ được. Rất cao, đồ là chứ. Rồi tiếp tục không nha. Chẳng thể nào nghĩ được vì sao để đánh mất. Cái chữ mất là chuyển qua âm khu, các bạn có thấy không? Âm khu ở trên cao, để bắt buộc nó phải chuyển qua, nên chúng ta cố gắng chúng ta giữ lại một cách gọi là tự nhiên nhất thôi ha. Vì sao để đánh mất. Đó, đô năm thì để mà đô năm mà hát thoải mái mà nhẹ nhàng thì các bạn phải có qua. Nó tự động vị trí âm thanh nó thay đổi thì nó phải chuyển qua một cái âm khu khác, và đó là âm khu trên cao, nó liên quan một chút tới cái mặt nạ của mình ha. Vì sao để đánh mất đừng em đó. Còn nếu như các bạn cố gằn ép cái chết voi vào trong nó thì nó làm mất sự tự nhiên trong giọng hát. Tôi nói các bạn hát như vậy không được, các bạn phải để giọng các bạn tự nhiên. Đó, nếu học là phải học như vậy. Còn khi mà các bạn hát một bài hát, các bạn áp dụng được vào bao nhiêu phần trăm, nó gọi là tài nghệ của các bạn. Các bạn áp dụng vào được hết cũng được, hoặc là 50% hay 60% vẫn được, kỹ thuật thanh nhạc đó. Nhưng mà đầu tiên các bạn phải biết được thế nào gọi là chuẩn xác trong việc hát những cái nốt cao. Bắt buộc âm khu nó phải thay đổi khi mà các bạn thay đổi cái nốt nhạc, nó gọi là vị trí âm thanh. Ok nha, chứ nếu mà nó không thay đổi, nó đứng im có một chỗ duy nhất là, thì chắc chắn là các bạn đã sai. Ok, hát sai. Rồi nha, rồi mình sẽ hát lại. Chẳng thể nào nghĩ được, chẳng thể, mình hát từng chữ thôi nha. Chẳng thể nào nghĩ được, kìm nó xuống không cho nó lên nè. Chẳng thể nào nghĩ được vì sao để đánh mất đường em. Hát một chữ mất là chuyển lên âm khu trên cao, nhưng mà chữ được em mình chuyển lại xuống âm khu dưới. Nó mới tự nhiên, âm thanh nó cần sự tự nhiên. Vì sao để đánh mất đường em, dù cho anh có phải chờ, anh có phải đợi, thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em. Thời gian quay trở lại, người anh yêu vẫn chỉ là em. Đó, rất là khó hát. Khẩu hình miệng phải di chuyển, phải mở liên tục theo chữ để chúng ta tạo khoảng vang, mở liên tục. Hơi thở phải nhẹ nhàng, không để bóp cổ họng dùng quá sức, quá lực. Đó. À, cái thứ ba là để cho cái giọng hát của mình nó có tình cảm hơn. Bây giờ mình sẽ hát lại để cho nó, mình nhả chữ nó có tình cảm hơn, chứ đâu phải hát bài mà hát như cái máy hay gì vậy. Nãy giờ mình đã hướng dẫn cho các bạn là hát được cái bài hát đó. Còn hát hay cái bài hát đó thì sẽ hát như thế này. Mình sẽ làm mẫu lại phần điệp khúc nha. Để rồi khi đêm kéo về lòng anh não nề, một mình chỉ nghĩ những chuyện về em, chẳng thể nào nghĩ được vì sao để đánh mất đường em. Dù cho anh có phải chờ, anh có phải đợi, thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em. Thời gian quay trở lại, người anh yêu vẫn chỉ là em.
bài rất là cao dành cho các bạn tenor nếu các bạn hát tông này, còn nếu như các bạn nam trung hãy hạ tông, còn các bạn nào muốn đu dây điện thì ok, hãy đăng ký khóa học giáo trình online của mình hoặc là giáo trình online, nói chung là mình ở đâu cũng học được, mình dạy trực tiếp online qua FaceTime, qua Facebook vậy đó. Rồi còn lại là các bạn nếu tiết kiệm chi phí nữa thì các bạn có thể mua giáo trình online đủ để các bạn có thể tập luyện lâu dài suốt đời, suốt đời với cái bộ giáo trình đó. À, tập luyện mình lên từ từ, học thanh nhạc là đâu hai buổi hai buổi là mình lập được đâu, thay đổi cái thói quen của mình thì nó mất rất nhiều thời gian, học một buổi hai buổi không được, đúng không? Và các bạn muốn tiết kiệm hơn nữa thì các bạn đăng ký và like share kênh của mình, hãy ủng hộ cho mình. Và đó thì các bạn xem những video này các bạn cũng có một cái nhận thức, một cái góc độ rất rõ ràng về làm sao để hát được những bài hát nó khó như vậy và thế nào gọi là đúng, chứ không phải là cứ kéo gân cổ kéo rồi một ngày nào đó giục cái cổ họng mình đi luôn thì đó là không có học, thì đó là không có biết về thanh nhạc. Và thanh nhạc, yếu tố cực kỳ quan trọng trong thanh nhạc, ngoài việc giúp các bạn hát hay ra, nó phải bảo vệ được cái giọng hát hay đó qua năm qua tháng thì nó mới gọi là thanh nhạc. Ok, chúc các bạn sẽ thành công. Hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.